mong muốn làm người vợ tốt của chồng người khác. Lập tức tới đây gặp em thì em sẽ bay tới Bangkok để tìm anh và công bố cho tất cả mọi người đều biết người vợ thật sự của anh chính là người tên Raya này đây. Ván bài cuối cùng để Phương Hoàng đổi đời. Nếu như chưa kết hôn thì vẫn coi là chưa có chủ, vẫn được coi là một chú chim tự do, vậy thì cô vẫn còn cơ hội. Nếu như cô muốn giành được một thứ gì đó thì cô phải tỉnh táo. Đón xem Cánh Hoa Danh Vọng lúc 20 giờ từ thứ Hai tới thứ Sáu trên E-Channel.